Ngày hôm nay tại Singapore, vòng đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, trong đó có Việt Nam tham gia, đã kết thúc sau 4 ngày làm việc. Tuy chưa thể hoàn tất như kỳ vọng, nhưng tại vòng đàm phán này, các bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận cuối cùng. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú truyền Việt Nam tại Singapore. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay, các bộ trưởng thương mại 12 nước thành viên TPP cho biết họ đã tiến gần hơn nhưng vẫn chưa thể kết thúc hiệp định TPP. Theo đó, các bên vẫn chưa thể vượt qua được trở ngại lớn nhất là vấn đề tiếp cận thị trường, trong đó đụng chạm đến các lĩnh vực mang tính cốt lõi với các nước. Trong số các vấn đề tồn tại, có vấn đề tiếp cận thị trường liên quan đến cả 12 nước thành viên, bao gồm hàng hóa, dịch vụ, mua sắm chính phủ. Chúng tôi rất nỗ lực đàm phán và chúng tôi đã có một tuần quan trọng để thảo luận về các vấn đề nói trên. Khi mà vẫn còn sự khác biệt, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc ở cấp bộ trưởng và cấp chuyên gia để nhằm đạt được thỏa thuận toàn diện và có chất lượng cao mà cần phải kết thúc. Các bộ trưởng cũng khẳng định quyền đàm phán nhanh TPA là vấn đề nội bộ của nước Mỹ, không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán TPP. Với tất cả chúng tôi thì lợi ích quốc gia vẫn đóng vai trò chủ đạo trong quá trình đàm phán. TPA không phải là vấn đề với chúng tôi, mà vấn đề là làm thế nào để đáp ứng được mục tiêu kỳ vọng của mỗi nước. Các trưởng đoàn đàm phán khẳng định vẫn theo đuổi mục tiêu kỳ vọng là đạt được thỏa thuận TPP có chất lượng cao và toàn diện trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Vấn đề tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa thể quyết định. Câu trả lời ngắn gọn của đại diện nước chủ nhà vòng đàm phán TPP cho thấy là vẫn còn có quá nhiều điểm khác biệt tồn tại giữa các bên tại vòng đàm phán lần này. Mặc dù các bên tham gia đàm phán là đều khẳng định là vẫn đang trong lộ trình để hướng tới đạt được TPP trong thời gian sớm nhất, thế nhưng đó sẽ là một lộ trình dài mà vẫn chưa thể xác định thời điểm kết thúc. Hữu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam đưa tin từ Singapore.